lẻ của hàm số. Chỗ này các em, nếu các em quen thì các em sẽ biến đổi như này. Chỗ này tương đương ha, cái phương trình đang xét là tương đương là f của fx trừ cho m đấy, là nó bằng, tại vì khi em đặt t là fx trừ m thì ở ngoài này phải đưa nó về dạng fx trừ m là cộng cho 2 lần fx nè, bên đây thì nhân như là 3x nè cộng với 3m nè. Em cứ làm tự nhiên để em đặt t là em cũng ra đấy, nhưng mà đây do quen quen tay nên biến đổi nè, nếu mà quen tay thì biến đổi như cho nó khá đẹp thôi, là f của fx trừ m đó cộng với 2 lần fx trừ 2m bằng 3x cộng với m ha, bằng 3x cộng với m, là thầy chỉ chuyển qua thầy chỉ chuyển qua có trừ 2m thôi chứ thầy không có chuyển hết nha. Rồi thầy ghi lại là f của fx trừ m cộng với 2 lần, chỗ này là fx trừ m bằng 3x cộng m. Rồi thế này ha, đưa phương trình này dạng này, em đặt t bằng fx nha, đặt t bằng fx rồi em suy ra cái hệ giúp cho thầy luôn nè, đặt t fx thì em sẽ suy ra cái hệ thế này, đặt t là fx thì thầy ghi lại nè, cái fx của em đó là gì, để cho fx của em là x mũ 3 trừ 3x bình phương nha, x mũ 3 trừ 3x phương, tức là khi em đặt t là fx thì em sẽ có được là t nó sẽ bằng x mũ 3 trừ cho 3 lần x bình phương nhé. Rồi và em đặt t, xin lỗi, là đặt t là fx trừ m chứ, nhầm nhầm, đặt t là fx trừ m nhé, đặt t là fx trừ m thì chỗ này sẽ là trừ m Rồi đặt t là fx trừ m các em nhé, đặt t là fx trừ m, đặt t là cái bên trong này, đặt t là fx trừ m thì em sẽ có t nó sẽ bằng là x mũ 3 trừ 3x bình phương trừ m, bởi vì cái fx của em đó đề cho là bằng x mũ 3 trừ 3x bình phương. rồi fx là đề cho là x mũ 3 trừ 3x bình phương, nên khi các em đặt t là fx trừ m thì em thế biến x vào, tức là x mũ 3 trừ 3x bình phương trừ m nhé. Rồi bây giờ em thế cái chữ t vào đây nè, thế chữ t vào chỗ này Thì em sẽ được ft cộng với 2 lần t thì nó sẽ bằng 3x cộng m nha. rồi ghi lại thêm một dòng nữa nha, chỗ này T nó bằng là x mũ 3 trừ 3x bình phương trừ m. FT của em thì em thế vào đây nè, chỗ nào có chữ T x mũ 3 em thế vào đây T mũ 3 trừ cho 3 lần T bình phương cộng với 2T bằng, chỗ này là x mũ 3 trừ 3x bình phương trừ cho m. Rồi đặt chỗ này là số 1, đặt chỗ này là số 2. Giống như hồi nãy em cộng từng vế của 1 với 2 là chữ T cộng theo T. Chỗ này cộng m nhé, chỗ chữ t em cộng theo t và chữ x em cộng theo x thì em cộng lại, em lấy một em cộng với cái số 2 đó là vế trái Cộng thêm vế trái, vế phải, cộng thêm vế phải. thì sẽ là t mũ 3 trừ 3t bình phương cộng cho 3t bằng, bên đây là em cộng lại sẽ ra là t mũ 3 rồi x mũ 3, hình như thầy ghi nhầm nhầm ở đâu đó, chỗ này là 3x, chỗ này là 3x cộng m mới đúng nè, ghi sai chỗ này hàng gì, chỗ này 3x cộng m nhé, 3x cộng m thì em cộng lại sẽ ra được là x mũ 3 trừ 3x bình phương cộng với 3x m trực tiêu này, chỗ này thì ghi sai nè. Rồi tới đây thì em sẽ ra được cái gì, t nó bằng với x thôi nè, là làm quen rồi nha, hồi nãy giờ mình làm mấy bài kia sẽ quen rồi đó, thì các em có thể tự xét thêm nhé, em phải tự xét thêm cái này nha. Rồi tới đây thì em được là t bằng với x nha. rồi để thì trả lời điện thoại cái rồi t bằng với x thì các em sẽ được là, à chỗ này các em xét tiếp hàm số, các em xét tiếp hàm số đơn điệu đấy ha, nhưng mà thầy làm nhanh thôi, hồi nãy giờ thầy xét kỹ cho em rồi, t của em đặt là fx trừ m bằng với x nha, fx trừ m bằng với x, tức là tới đây các em sẽ được là x mũ 3 trừ cho
3x bình phương trừ m bằng với chỗ này là x. Rồi, thôi thầy đưa về tới đây là em sẽ cô lập m, nó sẽ bằng là x mũ 3 trừ 3x bình phương trừ x, xong rồi nha. Còn lại câu số 8 và câu số 9 tí thầy sẽ đăng đề lên cho các em giải nha. Thầy sẽ đăng cái đề này lên cho các em giải. Bây giờ thầy sẽ nói cái cho các em thôi cái cách để ta ra đề nha. Giờ thầy nói cái cách ra đề nhé, để các em hiểu cái cách ra đề như thế nào mà thầy soạn đề nó đỡ tốn thời gian. Cách ra đề nè, cách ra đề cái hàm đặc trưng này thì nó có nhiều cái dạng lắm, mà nãy là thầy đang nói với các em là cái cách là ra đề ở cái dạng là gì ta. Đây là cái dạng f của cái fu luôn, fu nè. Thì cách ra đề thì ra đề là như này. Thật ra là thầy có thể tự cho đại cũng được, cho đại cái hàm số fx này thầy không quan tâm nữa. Hàm số fx này muốn cho nhiêu cho nhiêu cũng được hết, thường cho hàm mặt lẻ. Ví dụ cho fx là hàm fx là thầy có thể cho là bằng fx x3 trừ cho 3x cộng cho 2 chẳng hạn, thật trừ 2x cộng 2 cũng được, chữ nào cũng được không quan tâm. Fx này có thể đơn điệu cũng được, không đơn điệu cũng được. Rồi thử lấy đại một hàm số fx này, là muốn lập cái hệ đúng không? Nếu mà muốn lập cái hệ, muốn đưa về phương trình đặc trưng bằng cách lập hệ đúng không? Thì các em sẽ lấy đại hàm số lên. Đầu tiên bước 1 là cho này, thì cứ cho là hàm số này đi. Rồi tiếp theo là tùy vào cái việc mà muốn giấu như nào thôi, giấu kỹ hay giấu vừa vừa hay là dễ người ta dễ nhìn đó, thì đó là do mình thôi. Như đây thì chỗ này ví dụ như muốn cho cái dạng hàm hợp đi, ở đây sẽ là f của để đặt t đúng không, thì ở đây em sẽ cho là f của ví dụ như em muốn đặt t là fx trừ m thôi, hoặc là em muốn căn bậc 3 đi, em muốn căn bậc 3 tùy của em có thể lấy căn bậc 3 cho này cũng được, nó tùy thôi. Fx trừ m đi ha. Rồi cái này cái thằng này không nhất thiết fx trừ m đâu, muốn cho gì cho, thích cho gì cho thôi ha. Rồi rồi thì chỗ này em đặt t thì em hình dung là em đem này là t nha, em đem này là t, em đặt này là t, tức là em sẽ có được một cái phương trình chỗ này là gì, em sẽ có được một cái phương trình này là t, nó sẽ bằng là x mũ 3 trừ cho 2x cộng 2 trừ cho m đó, được chưa. Rồi thì tiếp theo là chỗ này sẽ là ft của em á, chỗ này ft nha, chỗ này ft nè, chỗ này ft thì chỗ này sẽ là t mũ 3 nè trừ 2t nè cộng 2 nha. Rồi chưa biết bằng cái gì bên đây đâu, mình chưa biết cho gì bằng bao nhiêu bên đây đúng không, thì em hình dung nè, em nhẩm nè, em cộng này lại nó sẽ ra là gì, em cộng này lại nó sẽ ra là t mũ 3 trừ t đúng không, t mũ 3 trừ t, nếu mà t mũ 3 trừ với t nó không có đồng biến được đâu nha, nó không có đồng biến được đâu, em cộng này lại nè, em nhẩm nè, em cộng này lại nè, em cộng với bên trái lại là t mũ 3 nè, t mũ 3 trừ t, tại nó còn vướng như là trừ 2t, nó ra trừ t nó sẽ không có đồng biến được. Thế thì muốn đồng biến thì chỗ này là mới là gì đây, mới là f của chỗ này mới là ft đó, ft làm ra chỗ này đúng không, ft làm ra chỗ này nè, ft làm ra chỗ này nè, thì em muốn cho nó em muốn cho đồng biến á, em muốn có đồng biến thì em có thể cộng thêm t chỗ này nữa, em cộng thêm t chỗ này nữa, em biết cộng t chỗ này chi không, em cộng t chỗ này đến khi em tổng lên nó sẽ ra t của 3, mà t của em là gì, là f của x trừ m đúng không. Do đó là chỗ này là trong cái phương trình này nó phải có f chữ m nha. Rồi xong nha. Rồi nếu vậy thì cộng lại cái vế bên trái nó sẽ ra là t mũ 3 cộng 2 thôi à. Rồi, giờ vế bên phải nè. Vế bên phải thì nó sẽ ra là phải ra là x mũ 3. Nó cũng phải ra x mũ 3 cộng với 2 đúng không? Nếu vậy thì chỗ này nó phải bằng cái gì? Nó phải là 2x. Rồi, nó phải là 2x thôi. Tại vì 2x khi cộng lại sẽ mất tiêu 2x này. Với lại là cộng m nữa. Tại cộng m là sẽ mất này thì tại cộng m để cho nó bắt thêm m đi thôi. Được không? Vậy thì lúc chúng ta sẽ thêm lên đây cái đề sẽ là 2x cộng với m. Đó là ra cái đề đó chứ đâu. Được không? Đó là xong rồi đó. Là viết cái này, cái cách ra đề là thầy ra đề như thế, nên nên là những cái bài này thầy ra đề nhanh lắm. Ra tí xíu là được một đề. Và muốn ra khó hay dễ thì nó phụ thuộc vào cái việc mà ft, nên là muốn cho gì cũng được hết. Nên mà cái cách nhẩm nè, cái cách nhẩm là khi đặt t là cái này á, khi đặt t là cái này thì phải hiểu là chỗ này em thấy ra chỗ này ft này ha, chỗ này ft thì tí nhớ cộng thêm cái t vô đây nữa nha, tí nhớ cộng thêm cái t này nữa,
thì khi cộng lại chỗ này sẽ còn lại là t mũ 3 trừ t này. Nên nếu mà em muốn mắc đi, em muốn đi ra đồng biến cộng lại thì chỗ này phải cộng thêm t vào. Em cộng thêm t vào có nghĩa là cái phương trình này nó phải là fx chữ m với thêm fx chữ m ở đây. Rồi đó là em xử lý xong cái vế bên trái rồi. Là vế bên trái của em nó sẽ có dạng là t mũ 3 cộng 2 đó. Thì em muốn xử lý cho cái vế phải của em nó phải ra là x mũ 3 cộng với 2 thì chỗ này là x mũ 3 thì về trừ 2x thì chỗ này phải là 2x. Rồi chỗ này trừ m thế là chỗ này cộng với m đấy nó mất. Thì khi đó cho em viết là phương trình cho đây là xong là 2x cộng với m là xong đó. Thấy không? Đó, là muốn cho như thế nào được hết. Đó là cho dễ ha. Còn ví dụ như muốn căn bậc 3 đi, muốn căn bậc 3 chỗ này cũng được nữa. Nãy trong cái đề thì có câu căn bậc 3 thì muốn căn bậc 3 cái này thì nếu căn bậc 3 cái này thì nhẩm thêm bên ngoài thôi. Đúng không? Đó là cái cách mà nhẩm để ra một cái đề ở dạng này các em ha. Là dạng mà lập cái hệ để đưa về lập hệ để đưa về cái xét cái hàm đặc trưng ha. Ngoài ra thì còn rất là nhiều cái kiểu khác nữa. Thì thầy sẽ đăng bài tập lên cho các em làm thì phần này em phải làm nhiều để có cái kinh nghiệm nhé. Đây là mới là buổi số 1 mà thôi. Đó là gì? Mới là liên quan đến hàm đặc trưng mà do các em chưa học xong phần logic và mũ nữa. Nên là những hàm đặc trưng mà thầy đang xét đây chỉ là hàm đa thức mà thôi. Và hàm căn thức thôi. Thì thầy sẽ đăng thêm nhanh tranh thủ đăng thêm cho các em cái phần hàm đặc trưng về mũ để các em xem nhé. Trong cái buổi hôm nay thì thầy sẽ dừng lại ở đây các em nhé. Và ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục nữa để thầy bù lại cho những cái ngày mà chúng ta nghỉ. Thật ra thì thầy không quan tâm đến cái việc mà thời lượng dạy nhiều hay ít đâu. Cái chúng ta cần đó là làm sao truyền tải nhiều kiến thức lên cho các em và đảm bảo cái kỳ thi tốt nhất thôi. Chứ còn cái buổi học nó không phải là cái vấn đề quan trọng nhé. Thầy sẽ dừng lại đây. Chào tạm biệt tất cả các em. Chúc các em ngủ ngon và hơn hết đó là hiểu bài.